Mờ quá, bị mờ quá. Chị lấy con dạy con dưới đây xong nữa ra. Chị lấy nha. Nhân viên mà đông quá, cái tay nghề nó không có liền. Rồi xong. Ừ. Giây phút cuối cùng rồi, nó đắt bao. Trả nó đi. Nước lại như nãy nha. Nước nước ra. Nói gì vậy? Chú qua ba người. Ba người? Được không? Nước nước. Đừng có chạy nước. Biết rồi. Kéo đi. 1 phút, 10 phút cuối cùng nữa là xong rồi. Rồi tuần sau chúng ta lại gặp nhau nữa. Sắp xong rồi đó Thi. Lên môi đi. Này, thả lỏng nha, đừng có ấy nha, đừng có bậm môi gì hết nha, cứ để yên đó cho chị nha.
tạm thời tháo ngôi mũ cất một xíu được không? Chị sợ nặng con này nó xuống cái con đó quá à. Nó bể á, nó bể á. Nặng vài con tiêu biểu thôi hả? Đâu à? Dính vô áo luôn rồi. Thốt quá. Từ từ chị đó, chị lo cho mấy con to ra trước. Mấy con kia từ từ lấy tiếp. Đó, các bạn chơi đó. Dính lên áo chị mà nó cứ lạnh lạnh cho ta. Ê, ghét. Mấy phút rồi? Sắp xong rồi. Trong này được rồi, từ từ đi tầng sau tiếp. Từ từ, 11 luôn đi. Cái né này còn né nữa.
đứng sau lưng mà cũng sợ nữa hả?